Vâng thưa quý vị, một chiếc tủ lạnh không chỉ cần bảo quản tốt thực phẩm, đảm bảo độ tươi ngon mà nó cần phải sang xịn mịn và phù hợp với không gian bếp của gia đình chúng ta. Và ngày hôm nay, Hoàng Huy xin được giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn một chiếc tủ lạnh 4 cửa inverter đến từ thương hiệu Hitachi với mã sản phẩm WB640VGV0GKB. Xin mời tất cả quý vị cùng khám phá. Phải nói rằng Hoàng Huy vô cùng choáng ngợp khi nhìn thấy chiếc tủ này. Tủ thuộc dòng Multidoor 4 cửa với chất liệu phần cửa bằng kính cường lực không viền với màu đen ánh kim giúp cho gian bếp thêm sang trọng và nổi bật. Chất liệu này thì dễ dàng vệ sinh, lau chùi trong quá trình sử dụng. Thiết kế Multidoor giúp cho chúng ta kiểm soát tốt luồng khí lạnh thoát ra, đảm bảo nhiệt độ lưu trữ thực phẩm luôn được giữ ổn định. Mẫu tủ này hoàn toàn phù hợp với không gian bếp rộng lớn và với dung tích lên tới 569 lít thì hoàn toàn phù hợp với những gia đình nào có đông thành viên hoặc là có nhu cầu sử dụng và tích trữ thực phẩm lớn. Tủ lạnh Hitachi có bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài cửa tủ cho phép bạn điều chỉnh dễ dàng các thông số như điều chỉnh nhiệt độ ngăn đá, điều chỉnh nhiệt độ ngăn lạnh, ngăn chuyển đổi linh hoạt, ngăn chân không, tiết kiệm điện, làm đá tự động, khóa trẻ em. Bên dưới là phần tay nắm cửa sáng bóng giúp tủ trở nên nổi bật hơn trong căn bếp của gia đình. Thiết kế ở bên ngoài thì khá ấn tượng rồi. Chắc hẳn rằng là bên trong sẽ được thiết kế một cách rất là tỉ mỉ và chi tiết. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở 4 cửa tủ ra và sau đó sẽ cùng khám phá. Wow, quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là ở bên trong thì chiếc tủ được sắp xếp rất hài hòa và hợp lý. So với tủ lạnh truyền thống thông thường, đặt ngăn đá ở phía trên, ngăn mát ở phía dưới, thì với chiếc tủ lạnh đến từ thương hiệu Hitachi thì mọi thứ đã được đảo lại với ngăn mát ở phía trên, ngăn đá ở phía dưới. Hoàng Huy thấy đây cũng là một điểm khá hợp lý bởi vì hàng ngày chúng ta sẽ sử dụng ngăn mát nhiều hơn để phục vụ cho việc nấu nướng. Còn ngăn đá thì chúng ta chỉ dùng để tích trữ các thực phẩm lâu ngày hoặc làm đá hoặc làm kem thôi. Ngăn mát có dung tích là 372 lít, bên trong được trang bị đèn LED chiếu sáng, cho nên nếu như chúng ta xếp nhiều thực phẩm trong tủ thì vẫn có thể quan sát được rõ. Tủ được ngăn cách bằng kính chịu lực rất chắc chắn, chúng ta có thể đặt lên đây những chiếc nồi lớn mà không lo về bề mặt kính sẽ bị sập hay vỡ, có thể dễ dàng tháo ra để vệ sinh hay thay đổi vị trí để mở rộng không gian lưu trữ thực phẩm. Ở bên dưới, chúng ta có ngăn rau riêng, duy trì độ ẩm ở mức tối ưu nhất, giúp rau củ quả tươi ngon và mọng nước. Ngoài ra là ngăn chứa mỹ phẩm, thực phẩm khô, hộc chứa nước. Đặc biệt đó chính là ngăn chân không giúp hút tách không khí, duy trì môi trường áp suất khí quyển để thực phẩm giữ trọn được dưỡng chất, duy trì độ tươi ngon, bảo toàn hương vị. Đối với những thực phẩm cần bảo quản lâu ngày hoặc là vào mùa hè nóng nực chúng ta cần được giải khát, giải nhiệt bởi những ly kem hoặc là sữa chua thì ngăn đá của chiếc tủ này hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu đó của gia đình các bạn. Ngăn này với các khay chữ đông giúp bảo quản thịt cá, các loại thực phẩm khô và khay làm đá viên nữa. Vâng thưa quý vị, công nghệ ngăn chân không khép kín hoàn toàn. Công nghệ độc quyền và hiện tại chỉ có duy nhất Hitachi sở hữu trên thị trường. Điều này sẽ cho phép thực phẩm tươi sống khi bảo quản trong tủ này sẽ giữ được lâu hơn lên tới 7 ngày. Đặc biệt, với việc bảo quản thực phẩm bằng môi trường chân không áp suất thấp, thực phẩm tươi sống sẽ không bị oxy hóa và bảo toàn được chất dinh dưỡng. Với mức nhiệt độ chỉ âm 1 độ C, hơi lạnh sẽ không thổi trực tiếp vào thực phẩm. Thực phẩm khi bảo quản trong ngăn chân không sẽ không bị thay đổi kết cấu như dạng đông mềm hoặc đông lạnh. Người sử dụng chỉ cần lấy ra và chế biến ngay lập tức mà không cần phải chờ rã đông. Cực kỳ tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho chị em nội trợ. Với cùng một ngăn tủ, nhưng nếu như mà chúng ta muốn chuyển đổi mục đích sử dụng thì ngăn chuyển đổi đa năng Select Table Zone với dung tích lên tới 97 lít thì hoàn toàn làm hài lòng được nhu cầu sử dụng của gia đình chúng ta. Sẽ có 4 mức nhiệt độ cài đặt, bao gồm 3 độ C, lưu trữ đồ uống và thực phẩm ở ngăn mát, 1 độ C, giữ bơ sữa, thịt và các thực phẩm tươi ở chế độ lạnh và thịt, âm 3 độ C, chế độ đông mềm, giữ thịt cá tươi ngon, sẵn sàng nấu ngay mà không cần phải rã đông. Âm 18 độ C đến âm 20 độ C, giữ độ tươi ngon của kem và thực phẩm đông lạnh ở chế độ đông lạnh. Tủ lạnh là thiết bị chạy 24/7 và chạy suốt 365 ngày trên năm. Hoạt động bền bỉ như vậy thì chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều điện năng. Vậy thì làm sao để sử dụng thoải mái mà không lo hóa đơn cuối tháng đây? Thấu hiểu được điều đó, Hitachi đã trang bị cho chiếc tủ này máy nén inverter, hệ thống quạt kép cải tiến mới với quạt chuyên dụng, làm lạnh độc lập cho từng ngăn, đảm bảo tiết kiệm điện năng tốt hơn.
Ngoài ra, hai hệ thống quạt riêng biệt còn giúp ngăn mùi thực phẩm giữa hai ngăn với nhau. Đi cùng với đó là cảm biến nhiệt Eco giúp phát hiện sự thay đổi nhiệt độ riêng biệt, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng trong mỗi ngăn, từ đó duy trì nhiệt độ lý tưởng tại mọi thời điểm. Không chỉ có vậy, Hitachi còn tích hợp vào đây công nghệ cách nhiệt chân không VIP, công nghệ tiết kiệm năng lượng kế tiếp của công nghệ inverter. Đây là một tấm mỏng với lớp chân không bằng sợi thủy tinh rất mịn, cho hiệu suất cách nhiệt cực cao, giúp ngăn nhiệt thoát ra bên ngoài để đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng tối ưu. Thời gian giữ lạnh lên tới 15 giờ với hiệu suất cách nhiệt cao nhất ngay cả khi bị mất điện. Chế độ Quick Cooling giúp làm lạnh đồ uống và thực phẩm một cách nhanh chóng, làm lạnh nhanh hơn 29% so với chế độ làm lạnh thông thường. Đặc biệt, chế độ còn giúp làm đá nhanh hơn trong khoảng 24%. Chỉ cần đổ nước vào bình chứa, tủ sẽ tự động và liên tục làm đá viên cho bạn sử dụng. Sở hữu chiếc tủ lạnh Hitachi này thì bạn sẽ hài lòng bởi tính năng khử mùi cực mạnh từ bộ lọc khử mùi 3 lớp Triple Power Filter, có thể khử lên tới 7 loại mùi khác nhau và loại bỏ 99% vi khuẩn, cho không gian tủ lạnh trong lành và dễ chịu. Vâng thưa quý vị, chiếc tủ này còn đem đến cho chúng ta những tiện ích bé bé nhưng không thể không nhắc tới. Chuông báo khi quên đóng cửa, giúp đóng cửa kịp thời, tránh lãng phí điện. Đệm cửa chống mốc, hạn chế vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Bình chứa nước với bộ lọc, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng. Làm đá tự động Automatic Ice Making, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, cấp nước một lần, làm đá được tới 30 lần, quá tiện. Với rất nhiều ưu điểm vượt trội như là thiết kế sang trọng đẳng cấp, khả năng làm lạnh nhanh, hoạt động bền bỉ, êm ái, tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường, thì chiếc tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít hoàn toàn phù hợp với bất kỳ không gian đẳng cấp súng nào. Sản phẩm đang được bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart với mức giá ưu đãi chỉ 40 triệu 500 nghìn đồng. Một mức giá tưởng chừng khá cao, tuy nhiên với tất cả sự tiện nghi và giá trị sử dụng của em nó mang lại, thì Hoàng Huy tin chắc rằng đây sẽ là một sự lựa chọn tốt dành tặng cho nhiều gia đình của chúng ta. Vâng thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Để biết thêm chi tiết thì quý vị có thể truy cập vào website của chúng tôi mediamart.vn hoặc thegioidienmay.com hoặc liên hệ với hotline 1900 6788 để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!